Và sau đây xin mời bà con mình nghe bài viết của Đỗ Rô, Những ngày cuối cùng của tiểu đoàn 120 địa phương quân ở thành phố Quảng Trị, tháng 3 năm 1975. Sau cả năm dài miệt mài hành quân theo đơn vị, hồi đầu tháng 3 năm 75, tôi về hậu cứ của tiểu đoàn 120 địa phương quân nằm trong khuôn viên tiểu khu Quảng Trị để nhận giấy đi phép. Khoảng 5-6 giờ chiều hôm ấy, tôi nóng lòng đi ra đi vô và thầm nghĩ sao giờ này mà 72, tức danh số biệt khóa của tiểu đoàn trưởng, chưa ký. Như mọi khi ông đã ký sẵn trước đó một hai hôm, nay linh tính như có chuyện gì không ổn. Tuy vậy tôi vẫn cứ loay hoay suy nghĩ với phương tiện gì vào Huế cho kịp trong chiều nay, thì trung sĩ nhất tìm kêu giật. Thiếu quý vào gặp 72. Kính 72, tôi đang nghe đây. Ngày mai anh đại diện đơn vị vào quân đoàn 1 Đà Nẵng họp. À, tôi nhận 5/5. Như vậy là mấy ngày phép chồng tha rồi, tôi làm thầm trong bụng. Đây là công việc của ông thiếu quý trưởng ban năm chứ đâu phải của tôi. Như quý vị biết, quân đội lệnh là thi hành. Thời gian sau tôi hiểu ra là ông tiểu đoàn trưởng hỏi ở hậu cứ có ông sĩ quan nào không, thì tìm trả lời có thấy tôi loáng thoáng đâu đây, thành thử coi như bị bắt cóc bỏ dĩa vậy. Quảng Trị sau mấy ngày này thời tiết ảm đạm, dù đang mùa xuân, chắc có linh tính báo trước cho chuyện gì bất lành chăng, lòng tôi cũng nặng trịch lo âu. Dân lành ở đây họ cực khổ thiếu thốn đủ điều, chỉ mong hai chén cơm mỗi ngày bên cánh đồng chơ vơ khô cằn trơ trụi kia mà. Người dân ở đây chân thật mộc mạc, đồng đội tôi đa số là dân địa phương nơi đây, và như có cái gì chông chặt nếu kéo tôi với họ một cách thật tuyệt vời. Đúng 10 giờ sáng ngày hôm sau, một chiếc xe Dodge chở 8 vị sĩ quan trực chỉ Đà Nẵng, và dĩ nhiên có tôi trong đó, phải ngủ lại thành phố Đà Nẵng một đêm. Lợi dụng lúc này vì xa Đà Nẵng hơi lâu nên bây giờ thả bộ về đêm xuống dọc Bạch Đằng một hồi để tìm lại không khí cũ, khói thuốc cà phê với những bản nhạc tình bất hủ trong một đêm buồn xa nhà, với nhiều tâm trạng bâng khuâng. Ôi thật lãng mạn ấm áp so với Quảng Trị thành phố không đèn. Ngày hôm sau, xe đưa chúng tôi vào phòng khánh tiết trong phi trường Đà Nẵng của không quân. Buổi họp bắt đầu với chủ đề tại sao thành phố Ban Mê Thuộc di tản và phổ biến kế hoạch chân trời mới. Trên khán đài trang hoàng sơ sài, tôi nhìn thấy hai vị trung tá đứng hai bên thuyết trình và trung tướng Ngô Quang Trưởng chủ trì. Vị trung tá cho hay mọi diễn biến quân sự giữa quân đội Việt Nam Cộng Hòa và quân đội Bắc Việt. Chúng ta đang bị áp lực nặng nề của quân Bắc Việt, hiện có rất nhiều sư đoàn quân chính quy gần như bao vây và có mặt khắp mọi nơi. Từ Quảng Trị cho đến Quy Nhơn, Đà Nẵng, trong hội trường tôi nhìn thấy mọi người có vẻ âu lo nhưng bình tĩnh. Nhiều đơn vị trưởng phát biểu là vấn đề thứ nhất phải chiếm lại Ban Mê Thuộc, có người đứng dậy dõng dạc phát biểu. Kính trung tá, nếu có lệnh ta chiếm Ban Mê Thuộc, xin trung tá cho đơn vị tôi làm nỗ lực chính tiên phong đi đầu. Bên cạnh tôi có một trung úy không quân, bên vai trái của anh mang huy hiệu chiếc máy bay A-37. Tôi xin được làm phi vụ đầu tiên. Xen kẽ phần nghỉ giải lao có chương trình văn nghệ, nhiều ca sĩ cố băng chiến tranh chính trị quân khu 1 thật tuyệt vời trong những bản hùng ca quen thuộc và hấp dẫn hơn là các cô ăn mặc đồ bà ba màu đà trình diễn những màn ngoạn mục như ca múa vũ điệu, nhảy qua nhảy về với nhiều đoạn tre gõ dập dưới đất thật nhịp nhàng. Trong lúc họ nhảy, họ khéo léo không vướng vào chân, làm mọi người bừng tỉnh vui lây và được chấm dứt bằng những tràng vỗ tay hoan hô khen ngợi. Kế hoạch chân trời mới cũng xuất phát từ buổi thảo luận hôm nay, mà từ trước tới nay tôi chưa hề đọc hoặc nghe ai đó do trung tướng đề ra đơn giản những vấn đề như sau. Nếu tôi không quên, từ nay trong các binh chủng phải tiết kiệm tối đa về súng đạn, xăng dầu và lương thực. Nếu là những đơn vị hậu cứ hoặc đóng chốt yên một vị trí nào đó, thì phải trồng thêm hoa màu như rau cải, vân vân. Trong suốt thời gian hội họp bàn thảo xuất hiện nhiều nét trắng trường mệt mỏi trên gương mặt ông. Trước lúc tuyên bố bế mạc, trông ông ta thật quẫy quải nhưng khoan thai. Tôi sẽ trình lên Tổng thống vấn đề chiếm lại Ban Mê Thuộc, và theo tôi thì đây là vấn đề chính trị. Thật đơn giản, chỉ vỏn vẹn có hai câu.
Tan buổi họp tôi trở lại đơn vị mà lòng cứ lo nghĩ viển vông, mặc dù là một thằng thiếu úy vô thưởng vô phạt, không hơn không kém một anh binh nhì, chẳng có quyền hạn chi, chỉ trách nhiệm trong vòng hai ba chục người lính là cùng. Thế nhưng một người có chút mảy may trách nhiệm ít ra cũng còn nằm trong tôi, và cho đến bây giờ đã 37 năm, tôi còn ngây thơ tưởng rằng quân lực Việt Nam Cộng Hòa sẽ lấy lại Ban Mê Thuột như năm 72, đã từng lấy lại cổ thành Đinh Công Tráng, thành phố Quảng Trị. Trở về đơn vị thì một vài ngày sau tiểu đoàn vào học bổ túc tại trung tâm huấn luyện đóng đa gần Phú Bài, Huế. Một bữa nọ tôi nhận lệnh dẫn đại đội về trung tâm lúc đang học dở ngoài bãi tập. Vừa vào khỏi cổng thì một đoàn xe GMC đang chờ sẵn để mang tiểu đoàn tôi trở ra Quảng Trị, đánh chiếm lại những làng mạc đã mất vào tay Cộng sản cách đây một ngày. Dịp này lại được nghe lại những bản nhạc hồng ca trền vang trên nhiều đường tiến ra Quảng Trị. Lúc xe ngang qua cầu mới, tự nhiên tôi nghe sâu kín trong lòng một nỗi niềm khắc khoải. Tôi nghiêng đầu nhìn về phía ngôi nhà tôi mà lòng buồn vô tả. Ở đó có mẹ già, em gái tôi đang mỏi mắt trong tôi cuối tuần này sẽ trở về. Đoàn xe ngang qua đâu có xa lắm, thế mà không có một lời tạm biệt mẹ già. Thôi thì cũng đành tạm xa Huế, hẹn ngày trở lại. Và ai ngờ rằng kể từ hôm đó, sau hơn 3 năm tù tội, tôi mới nhìn lại được mẹ và em mình. Chiếc GMC chở trung đội tôi vừa cũng đầu bên này cầu Mỹ Chánh thì đã thấy trung tá Nhiễm, tiểu khu phó đảo tới đảo lui trên chiếc xe Jeep có hai cần câu truyền tin. Tất cả các sĩ quan lẹ lên! Chúng tôi đứa đứng đứa quỳ vội vàng trên mảng cỏ bên lề đường và trải tấm chiếu ra. Tức bản đồ, ông chỉ đây là mục tiêu của các anh, chỉ các anh khoảng 300 mét. Thông nhìn trên tấm chiếu tôi cũng nhận ra ít lắm là năm học vịt đỏ lòm. Tức vòng khoanh mục tiêu bằng viết chì mở màu đỏ, và cũng biết mục tiêu không xa chỗ tôi đang đứng là bao, ông đại đội trưởng nhanh chóng phân công. Bên kia sông Mỹ Chánh di chuyển hướng đông, trung đội 4 kèm theo trung đội 2, bên này sông Mỹ Chánh trung quý H kèm bên trung đội 1 thiếu quý T. Trời lặng choạng hoàng hôn, nhìn xa xa vài căn nhà trên vách đất bao bọc một dãy tre thưa thớt, mục tiêu ở đây chăng? Chúng tôi đội hình tác chiến hàng ngang từ từ tiến gần, một vài tràng AK xé trời vèo vèo trên đầu, không khí căng thẳng bắt đầu từ đây. Tiếp theo tiếng súng loạn xạ hai bên thi nhau phát nổ, AK, AR-15, M79, COS-81, B-40, thấp thoáng trong lũy tre xanh ngôi làng nhỏ, 5-10 người dân gánh gồng bồng bế nao núng hoảng sợ chạy về phía chúng tôi, não nùng chơ vơ trước cảnh tượng. Lòng tự hỏi, họ tự nhiên tìm đến chốn tạm gọi là bình yên, còn mình thì lao vào nơi chết chóc máu đổ. Nơi đây thật là khổ sở tội nghiệp, thật làm gì có tiếng giã gạo dưới đêm trăng. Cậu bé chăn trâu ea nơi cánh đồng dắt trâu về chuồng mỗi khi chiều xuống, làm gì có tiếng đánh vần của trẻ thơ bên ngọn đèn dầu đủ chiếu sáng khoảng chừng hai gang tay. Tránh súng nổ bừa bãi lạc vào người dân ngang tụ bay. Nghe tiếng hỏi bên kia trung sĩ Phú, có việc cộng trong không bác? Một người đàn ông tuổi độ 60. Ê, lính cụ Hồ ở trong đó ăn ơi. Thôi bác đi về hướng đi, mau lên nghe bác. Vẫn nghe tiếng truyền lệnh dõng dạc của trung quý đại đội trưởng. Làm gì giờ này con cái anh còn đó, tôi lo tải thương có ba rách áo rồi, khổ thật cứ mỗi người bị thương là mất đi ba người khác. Nếu bị thương nhẹ để đó toán đi sao họ lo. Anh bám bị lặng lẽ đi, thằng trung đội 1 đã đến được rồi, anh không thấy sao? 5/5 nghe rõ, không khó khăn lắm. Sau khi băng qua khúc đồng và bãi tha ma nhỏ, trung đội tôi không gặp trở ngại lắm và đã vào được để kiểm soát nửa ngôi làng bên trong. Trời bắt đầu buông tối, nếu không có chiến tranh giống như những làng quê khác thì nơi đây có lũy tre bao quanh, dựa lưng vào con sông êm ả uốn khúc, dòng nước trong vắt lững lờ. Với cảnh tượng nơi đây, nếu là một thi sĩ tay súng tay đàn cũng khó khăn lắm để có thể sáng tác hoặc gửi lên một bản tình anh lính chiến, dễ dàng như chơi. Đêm xuống, tôi nhanh chóng cẩn thận chọn một căn nhà nhỏ có mảnh vườn vuông vắng, hàng rào tre nhỏ bao quanh, giữa lưng bên dòng sông, còn bên kia là cánh đồng trống trải. Địa thế này thật lý tưởng cho việc phòng thủ qua đêm. Cây P-57, đại liên M-60 do toán hạ sĩ Don đặt dọc theo con đường dẫn vô làng phía còn lại mà chúng tôi chưa kịp kiểm soát được, phần tôi đóng tại căn nhà mà tôi nói ở trên.
Sau buổi chiều tiến quân mệt mỏi, mọi người ai nấy đều cố lo cho xong cái hố cá nhân an toàn cho việc phòng thủ qua đêm, ăn vội một miếng lương khô có việc cộng, và là lần đầu tiên trong đời quân ngũ mà anh em binh sĩ gom nhặt được hồi chiều. Tao ngại lắm, tao không dám ăn. Cứ ăn đi, trời ơi, tụi tôi đã ăn khi chiều đến giờ rồi. Vậy thì đưa tao một cục. Ăn xong hốc ngụm nước lạnh trong bi đông, tôi nhẹ nhàng tụt xuống hầm mà lạc mới đầu xong. Tôi vừa đội cái nón sắt lên đầu, hai thầy trò chưa kịp cầm cây súng, thì một tia chớp lóe lên trước mặt không xa lắm, khoảng 7-8 mét và liền tức thì kéo thêm một tiếng nổ chát chúa. Bụi đất phủ ngập hai thầy trò tôi cùng lúc tiếng nghiến răng của trung sĩ Phú. Mày sờ lên cổ và sau lưng tao thử có chi không lạc. Tôi cảm thấy hơi lạnh lạnh, dòng máu từ bên trong chảy ra trên mu bàn tay trái. Tôi dùng tay còn lại lần theo vết máu. Rất may tôi đụng phải mảnh đạn ghim vào nơi đây, đang nửa trong nửa ngoài, nói nhỏ vừa đủ lạc nghe. Tao bị thương rồi lạc ơi, còn mi có can chi không? Thật may mắn lạc không mệnh hệ gì, chỉ bị đất cát phủ đầy người. Chiếc ba lô trên miệng hầm tan hoang như sơ mốt. Có lẽ thượng đế thương và che chở cho hai thầy trò tôi. Vết thương tuy nhẹ nhưng bắt đầu hơi nhức nhối khó chịu. Tôi bò ra chỗ trung sĩ Phú. Cái gì mà mi vừa bắn vừa la chết chết? Thôi đừng có nói nữa ông ơi, nó đi ngờ ngờ trước mặt tôi đi nè. Tôi níu áo nó cũng được nửa đây này, bởi vậy tôi mới bắn. Phú đang ngồi gác với cây súng loại này, có lẽ vì vậy mà tôi và Lạc ăn nguyên trái đạn B-40 vừa rồi. Càng gần sáng cánh tay càng đau vì có lẽ đã bị nhiễm trùng, Lạc nói. Tôi báo lên tiểu đồn để ông lui ngang. Thôi, để ngày mai tính. Có lẽ vừa bên sông Thạch Hãn mới xâm nhập vào bên đám Việt Cộng mất liên lạc với du kích địa phương, thành ra đi đứng loạn xạ nơi đây. Đêm nay nếu có lệnh di chuyển thì người đi sau phải nhìn người đi trước để coi thử đội nón sắt hay nón cối, chẳng khác đậu đen trọng đậu đỏ. Đến trưa ngày hôm sau, đơn vị tôi đã kiểm soát hoàn toàn phần còn lại của ngôi làng này. Có một vài gia đình về lại nhà khi họ đã tạm rời xa một vài ngày trước đó. Đại đội tôi cũng bắt đầu rời khỏi nơi đây. Có không ít người dân đứng hai bên lối vào làng quê tỏ vẻ lo âu và luyến tiếc. Trực chỉ hướng đi ra Quảng Trị, ngang qua bến đá, quẹo phải vào hơi xa một chút. Nơi đây thì trận giáp chiến ác liệt, quy mô hơn. Đại đội đang dàn hàng ngang nằm lại giữa cánh đồng pha lẫn bên bãi Tha Ma, ngổn ngang không thứ tự, trong tư thế căng thẳng sẵn sàng tác chiến. Sau khi hai chiếc trực thăng đảo vòng bắn trót kết, tiếng súng đạn vang rền cả một góc trời. Đại đội Tùng Thiết thiết vận xa M113F không từ từ áp sát mục tiêu, không trở ngại nhiều lắm. Đại đội đã làm chủ được nơi đây, phút chốc mà chẳng thấy thiệt hại tính mạng kể cả hai bên, chỉ có người dân là hứng chịu nhiều tai ương chết chóc ly loạn. Những nét lo âu sợ sệt bi đát bên làng quê tiêu điều sơ sát. Tội nghiệp người dân ở đây vốn tính tình chân thật chất phát hiền hòa, mà tai ương thời tiết đổ ập đến hầu như mỗi năm. Với mơ ước nhỏ nhoi, họ chỉ mong sau ngày hai bữa cơm dưa muối chưa đủ. Thế rồi chiến tranh lại ồng ồng kéo về nơi đây, gây bao cảnh tan tóc chia lìa, chán chường, bất công thật. Đại đội lần lượt ngang qua Diên Sanh, Trà Trì, Trà Lộc, Bích La, vân vân, nút dừng chân cuối cùng là cổ thành Quảng Trị. Nơi đây trung đội tôi có nhiệm vụ tạm thời làm an ninh cho phái đoàn kiểm soát đình chiến. Họ đã có doanh trại ở đây từ bao giờ? Có một tiểu đội chốt không xa lắm nơi cửa ra vào. Lúc này thời tiết u ám, mưa lất phất nhỏ hạt suốt ngày. Sau ngày đã qua mà nơi đây vắng hoe, thỉnh thoảng chiếc trực thăng lên xuống rời rạc. Phía bên kia là sông Thạch Hãn, vùng mà quân đội Bắc Việt đã đánh chiếm năm 72. Từ lúc Hiệp định Paris 27 tháng 1 ra đời, mấy ngày nay không có thấy sinh hoạt cấy cày của người dân, cờ của mặt trận giải phóng cũng không thấy họ treo như mọi ngày. Trung đội tôi đóng trong căn nhà sập nát, loang lổ, bỏ hoang từ lâu. Khoảng sáng ngày 15 tháng 3, nhận lệnh vào tiểu khu làm lễ chào cờ đồng gắn huy chương cho một số anh em binh sĩ. Sáng ngày hôm sau, có một người lính thuộc tiểu đoàn gác cổng lật đật chạy vào báo cho tôi hay. Quỹ hội kiểm soát đình chiến trúc, họ đang kéo cờ xuống dọn dẹp tất cả những cây anten tủ lạnh ráp nệm. Họ đang thu xếp gọn gàng để rời khỏi nơi này. Đích thân tôi ra tại chỗ quan sát thì đó là sự thật.
Tôi cấp tốc báo lên đại đội rồi đại đội báo cho tiểu đoàn. Chẳng mấy chốc tôi được lệnh nhanh chóng rời khỏi chỗ này, trở ngược lại hướng thành phố Huế trên quốc lộ 1. Sau đó nhận được lệnh một lần nữa trấn phía bên kia sông Mỹ Chánh, địa phận tỉnh Thừa Thiên, Huế, để làm nút chặn và làm tuyến phòng thủ. Là lùng thật, mới cách đây mấy ngày, nơi đây đơn vị tôi làm tuyến xuất phát, và cũng trong ngày này tôi nhận thấy lai rai một vài đơn vị dùng quốc lộ 1 làm trục lộ chính rời khỏi Quảng Trị, rồi càng lúc càng tấp nập đông đúc, và sau đó là người dân hòa đồng với binh lính bằng mọi phương tiện cá nhân, xe đạp, đi bộ, xe cày, thoát chạy về phía Nam, và không khác lắm cuộc di tản khỏi Quảng Trị năm 1972. Chỉ duy nhất một điều là hầu như không nghe tiếng súng nổ của hai bên. Khi đơn vị vừa đến được bên này cầu Mỹ Chánh thì trời sập tối, Quảng Trị một lần nữa rơi vào vùng kiểm soát của quân đội Bắc Việt. Hình như hai ngày sau, tức là ngày 18 tháng 3, thì họ kiểm soát hoàn toàn vùng đất này. Chào tạm biệt thành phố Quảng Trị. Chưa kịp lấy lại sức thì được lệnh di chuyển đến cây số 23 làm nút chặn tại căn cứ Đồng Lâm. Vừa đặt chân đến thì đơn vị được chào đón ngay vài trái sơn pháo 75 ly. Cũng may, nơi đây hầm hố giao thông hào đã có sẵn của anh em binh chủng nhảy dù để lại, nên chẳng hề hấn gì. Lúc im tiếng súng và ngồi dưới giao thông hào, tôi ngoái đầu về phía Quảng Trị mà ngậm ngùi, luyến tiếc rồi bâng quơ, nghĩ về số phận của thành phố Huế, nơi mà giờ này cha mẹ anh em đang mỏi cổ chờ mong tôi về. Khi biết được lực lượng tổng trừ bị của quân lực Việt Nam Cộng Hòa là nhảy dù và thủy quân lục chiến đã trút bỏ nơi đây thì Huế sẽ ra sao? Thành thật cảm ơn bạn bè Công Vinh, Tuấn Tùng, anh Danh, anh Cường đã nhiều lần khuyến khích tôi mới mạnh dạn ghi chép lại câu chuyện này bằng trí nhớ. Mặc dù chiến tranh đã chấm dứt sau 38 năm rồi, mà dư âm vẫn còn vang vọng đâu đây, với trí nhớ để nhắc lại một sự việc quá lâu của một thằng thiếu úy còn non choẹt, mà tầm hiểu biết chỉ đóng khung trong phạm vi tiểu đoàn 120 địa phương quân tiểu khu Quảng Trị, chắc rằng có nhiều điều sai sót, nhất là về thời gian, nếu có vậy xin quý vị thông cảm mà bỏ qua. Tác giả bài viết không có tham vọng gì hơn ngoài việc để lại một kỷ niệm cho bạn bè và con cháu, hầu biết được sự thật của cha, ông đã gánh chịu những thiệt thòi gian khổ và nguy hiểm, tuy chỉ là một phần nhỏ trong cuộc chiến bảo vệ quê hương Việt Nam dấu yêu. Tác giả Đỗ Rô. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn các bạn đã lắng nghe.